tài sắc trên thực lý. Còn những nguyên nhân đau khổ của các vị không còn nữa đó, thì lúc bây giờ các vị sẽ còn cái gì? Còn cái tâm rất an lạc, rất thảnh thơi, rất tự tại. Mà ông này có khổ, ông này có sợ thật. Tôi nói ví dụ như là các ông mà đi làm công chức cho mình là hai người là hình ảnh cho mình rất là có hàng chục tỷ đồng. Thế thì là bây giờ các ông làm công chức nhà nước là dân chức là địa vị là sẽ hơi tốt lỗ các ông chạy, nhưng mà tâm hồn các ông đâu có còn ngon lành như công chức gì nữa đâu. Nó chết hết. Nó chết hết. Những người làm ăn dân tốt tốt nữa, đồ lậu, tiền bạc bớt mệt tốt, nhưng mà tâm hồn nó chết hết. Ăn không ngon, ngủ không kỹ, tiền bạc chỉ đầu óc chỉ nhớ tiền là tiền, không bao giờ vẫn ăn lại. Thế thì cái đó là do giận tâm, do dục giận mà ra. Bây giờ mình có làm cái chuyện mà phá pháp luật, mình có chuyện mà làm cướp sâu rồi lậu mớ rồi lo mặt nhà nước, rồi mình có làm thao tổ quyền công lý. Thế thì các vị sẽ được một cái, các vị trở về với cái chân tâm thường thế bốn thanh tịnh an nhiên của các vị đó. Cho nên thường là vậy, thường là chánh đức tánh lực, nghĩa là cảnh tính cái sự tư lự vọng tưởng đi, để mà tư duy trong chân lý, tư duy chân lý trong sự yên tĩnh. Vì vậy cho nên cái người tôi thiền ta cũng gọi là cùng lại là cái người tôi chỉ và quán, tôi chỉ có nghĩa là ngăn chặn tất cả những cái vọng tưởng. Tôi thiền ma cũng gọi là tôi chỉ quán, chỉ là ngăn chặn tất cả vọng tưởng. Mà vọng tưởng là như tôi nói nãy giờ, hàng ngày chúng ta sống trong vọng tưởng, qua là vọng tưởng. Vì vậy mà rất khấn nhau khi Phật gọi chúng ta là hàm sư, vì hàm sư sống bằng vọng tưởng. Có người chưa hề trong một ngày mà có được một phút tâm niệm thanh tịnh an lạc. Có gì mà mê tới sắc hả? Là tối ngày trong đầu óc cứ nhớ tới cái hiện tượng xe hăng ngựa chốt lầm chạp sân khô sân ướt tới hố tới lăng, thì đầu óc của những cái người đã mê tới sắc là vậy thôi. Rồi đầu óc của những người mà mê cờ bạc thật sáng gì đó thì cũng nhớ cơ ô chuồng hết, là tất cả những hình ảnh của những cái lá bài. Vì vậy mà không có cái giờ phút nào mà mình sống hết chân tâm thường trú vốn thanh tịnh an lạc của mình. Tôi gọi cái đó là tư minh, tôi gọi cái đó là mong tớ. Mà cái đó phải của mình. Thường nó tập thường là vậy đó. Phải biết là cái đó không phải của mình. Của mình là cái hết sức thanh tịnh. Mà nếu cái thanh tịnh như vậy là cái đời sống của người đời tự thật. Phải tập hiểu dục và tư minh. Vì vậy cho nên cái học thật á, không khó nhưng mà khó. Là vì á, cái đường lối hiểu được nghiêm túc của Đức Phật nó ít con người làm được lắm. Hiểu được tức là cái người đó phải biết hết. Nghiêm túc là cái người đó phải thường biết đủ. Vì vậy mà cái người mà đi trên con đường của đạo Phật mà nhất trí nhất tâm mà tu á, là phần nhiều không có người giàu. Cái người phải trung và thực hạ mới được tiền bạc thì có thể phát tâm tu hành dễ hơn. Mà cái người mà giàu quá, làm ăn đa thịnh vượng quá, giờ đâu có tu gì được hết. Nhiều khi họ bỏ vô cái chùa đó là 500 triệu. Đối với lớn là Phật không phải gọi là người đó tốt ở đâu nha. Cũng 500 triệu đó là tâm sự nhờ thầy đó. Hôm qua nhà nước tới nhờ thầy chú nhẹ sao mà cho họ đi đọc sai số rồi họ kiểm tra tập đi. Là họ kết luận nhẹ. Rồi mai mốt rồi trở về mấy cái xe đồ lậu ở biên giới về nó cũng tâm sự là thầy chú nhẹ sao cho mấy cái ông mà cảnh sát về kinh tế đó. Nó đừng có đi. Cũng chùa để mà gọi là tâm sự nhờ thầy gọi là đạo Phật cũng trúng ra sao. Vì tôi nói như
bởi cho nên mấy người nào mà giàu đi mà đang là đang đam mê trong đó là giàu nữa nghe tôi làm là cũng mất hết rồi, không có nghe tôi được. Bởi vì tôi nói cái đạo Phật là tôi nói đạo Phật thiết nguyên chất, ai muốn có sự an lạc là người này phải biết hiểu được là từ bi. Nó lạnh là khổ không ấm, nhưng mà cái tâm hồn lát là gần nhớ lo âu,
thời gian rất là ngắn ngủi. Từ vật chất cho tới con người đều trở thành không mà thôi. À, nhưng mà người nào người ta thấy, người ta không có thấy xa. Người ta cho rằng là nhờ làm lâm tử mà nó thật có. Vì thật có cho nên mình sẽ chấp. Chấp cái bản thân này gọi là chấp ngã, mà chấp nhận mà là thật có gọi là chấp pháp. Chúng ta có người hợp đạo mà có thứ thân này là thân này là tham lam bất tử của mình
dài năm qua với đất nước chẳng những là một dân tộc mà nghe tất cả thế giới mà được hòa bình được ổn định mình cũng mừng luôn. Đó là cái lớp thiền đại từ đại bi đó, lúc đầu đời đại từ đại bi mà làm thiền đó. Tức là cái thiền có nghĩa là tâm duy, tôi là cái chữ tâm duy, tôi là cái chữ tâm lợi, cứ nghĩ tâm sự yên tĩnh. Cái thiền có nghĩa là ngăn chặn vọng tâm và quán sát một cái điều gì để mình nhận thức ra cái lẽ phải cái chân lý của cuộc đời. Gọi là thiền giữ hay là thiền ra hay là thiền tư là vậy. À, và bây giờ đây, cái thiền ở thiền là cái nào ha? Thì tôi nói chung nói là bắt đầu tôi nói về tứ thừa thiền cái đã. Tứ thừa thiền là cái thiền của một gốc đó. Là các vị phải tập ngồi cửa thân cho ngay thẳng, cất ngồi cất bằng hồi tháng già lòng đầu trước già cho ngay thẳng, lưng cho thẳng, điều hòa hơi thở và nó chạy đứng cho vận tâm, nó tập trung như một cái đề tài là mê thường mê ngã khổ thì nhá. Thì thế mình cái lợi nhuận như vậy gọi là nguồn của tử thừa. Thí dụ như các vị nào đàng thẳng đàng hoàng để mà gọi là tam muội ấn tất ấn tam muội, nó ấn tam muội thì thật cái tam muội cũng là chấn định, nghĩa là sẵn sàng trong cái tư thế mà ngăn chặn tất cả vọng tưởng để tập trung tư tưởng chấn vào cái đề tài của mình. Cái mở cái tay nó gọi là tam muội ấn, tức là cái ấn để mà nắm giữ lại cái chánh định của mình. Thế rồi tôi thấy là thân ngồi nằm vào thân là các vị tư duy bằng trí tuệ. Tôi nói rồi đó là các vị mà một cái ý niệm lấy cái đầu này là mô thường đó. À nó nhiều mình nhiều đầu này lắm. Nhưng là các vị tập những mô thường đó để các vị quán coi cái vấn đề đó có đúng hay không. Mô thường có nghĩa là đúng cái đạo Phật. Cho biết rằng tất cả mọi người mắc bệnh tâm trong cõi đời này không có cái nào là cố định và tồn tại vĩnh cửu. Trong đó có thân mạng mình. Nó đợi lại
thân như mình cũng theo cái quy luật vô thường đó. Nó mới là tôi nói chuyện rõ hả? Tôi nói chuyện rõ rồi các vị đọc một cái câu tân văn được thầy khổ hả? Đọc cái câu là nhân gian phú quý qua gian lộ thế hưởng tân văn thử hưởng âu. À, cái sự giàu sang của cả trên đời này nó giống như cái vật thương ở trong động ở trong cái tính hoa vậy. Một cơn gió lốc là cái hạt thương đó nó rơi và mất rồi. Cái đời này rất bao nhiêu người từ nghèo có ra giàu, từ nào nó đi đến cái chỗ mất tư tan hết. Công nhân trên đời này cũng vậy. Thế vận công nhân thủy vận âu, công nhân trên đời này như là bỏng nước ở đầu giờ. Con nó nổi lên đó vậy, giờ là nó tan nước, nó thịt, nó thợt nước, nó trọi. Tức là nhìn sự nghiệp, nhìn sự cải, nhìn dặn dặn, các vị thấy nó là nghe vừa cái gì? Đại thế là các vị mà ngồi tư nhiên quá như vậy, các vị nắm vững dặn 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 này là nghe vừa. Rồi cái chỗ nghe vừa đó, cho nên các vị không có con chơi, không có sự thả nhau, không có lừa thả nhau, không có là dịch dọc của nhau, cũng không có hãm hại nhau để mà để cái quyền lợi, cái nhân vọng, cái sự nghiệp về mình. Và vậy mà tâm hồn các vị an vui thanh tịnh đó là các vị có thường bằng tất gọi là vô thường quán. Quán nhận dẫn về vô thường, thanh tâm tâm giới về vô thường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai nữ tổ là ngày lục tổ lửa năng, sau này thì các đệ tử là các vị ngày hoàng nhất là ngày dương sơ thôi. Rồi hỏi chính là tổ tiên cả. Thế thì là cái nào gọi là tổ tiên thiền? Tổ tiên thiền là cái thứ thiền đó là cái thiền giữa các vị tổ như thiền hành trì. Mà tổ tiên không phải là ông gì hết. Nghĩa là những cái ông mà được tìm đến của chúng ta, trong suốt ba hoặc lâu hoặc mau mà chuyên tâm về thiền, thì những người đó bây giờ không còn ở đời đây nữa. Ta gọi những vị đó là những vị tổ sư. Như thế là tổ sư thiền là thiền của những bậc tiền bối, trong đó lớn thất thế lộng sư đà. Thế là các vị tiền bối trong đó cũng là thiền bằng cái gì, họ thiền ra sao? Có ăn thì họ học nghiền về vấn đề giảng dạy và vô thường. Họ tin nhớ nhớ được cho nắm được cái chân lý vạn vật là vô thường. Có ăn thì họ tin nhớ nhớ học nghiền về giảng pháp là vô ngã. Vô ngã để làm cho họ có chấp, họ đam mê, họ không dính chấp. Có ăn thì họ tin nhớ nhớ biết được cuộc đời này là khổ. Và họ từ bỏ nguyên nhân của khổ, họ gạt bỏ nó đi. Mà cách bỏ nguyên nhân của khổ thì tôi gạt bỏ công đức với họ. Còn tổ sư thì là họ tin đến nhất là giảm pháp ra không. Nghĩa là giảm pháp này giờ có, nhưng mà mới là họ không hề, đam mê không hề, lớn nhất không hề. Nếu không bất nên vừa làm của mình. Họ thấy rằng giảm pháp trên cõi đời không có cái nào ai hỏi. Thiền là một thứ nhỏ nhất. Tác động vào nó, vào sức, vào tâm, vào nguyên, vào nguyện, vào sức, vào pháp. Đây là cái sự đau khổ, đau khổ mà thôi. Cho nên họ bỏ hết. Họ không làm cái gì hết. Do vậy mà tâm hồn của các vị tổ sư đó được chánh lan, được tự tại, được giải thoát, tôi gọi đây là tổ sư thiền. Nếu là niềm của mỗi người là không có, không biết trước là cái gì nào, từ đó lên tất cái nỗi dữ. Dữ thì dữ vào cái đầu đề là vô thường, dữ thì dữ vào đầu đề là khổ, dữ vào cái đầu đề tôi thường là sân, giảm bớt ra sân. Có dữ thì dữ vào cái đầu đề là giảm bớt vô ngã, có dữ thì dữ vào cái đầu đề là giảm bớt là bất tỉnh. Thế thì là các bậc tiền bối là tu hành như vậy để rồi nên bỏ tất cả những cái sự chấp mắc mà tâm hồn của mình không còn cái dục vọng chạy theo sức tài danh lợi nữa, có được sự an lạc thì giải thoát được, gọi là tổ sư thiền. Thế thì là các vị muốn học người của tổ sư nào cũng được, không nhất thiết phải là của tổ sư nào. Mà cái thiền của tổ sư nữa, nó chưa có thiền Như Lai đã cái chỗ này à. Cho nó cái thiền nó là đây nhé. Như tổ sư mà họ lấy cái đầu đề khổ mà họ thiền đó, là tôi nói như vậy đây nè. Tổ sư này á, thấy người ta khổ mà thiền gì sao vậy? Về đánh vợ hại con rồi đốt nhà làm đau khổ cho cả tất cả là đưa ra cái thù tội. Thế thì vì tổ sư này họ dám khổ, khổ là do đâu? Cái khổ của cái ông mà đốt nhà đánh vợ là đặt con này đốt nhà này rồi tội tội này do đâu? Thì ông nói rằng là vậy là cái ông này đánh nhà ở đốt nhà và đánh vợ là chửi con này á, báo đốt sớm này là do ông này sao vậy? Vì vậy cho nên một cái người tu hành
là do ông bảo là ông thấy cái anh chàng mới phát hiện. Thực tế rồi thân hình tàn phế, tay da thịt nứt nẻ, mà mặt mày thì thỉnh loạn hư rốt. Nói một lần kia là nó giật giả khổ đau. Tức là cái ông tổ sư thường này á, ông dựa vào cái hình ảnh của một cái người mà nhuyễn về thì cơ giả thiệt, mà ông cảnh giác người ta phải lúc mình đừng bao giờ hút á thiệt, thì lúc á thiệt sẽ có cái tai họa khổ sở như cái anh chàng đã từng hút á thiệt kia. Do đó mà tính được cái nguyên nhân không tạo những cái nguyên nhân nào khổ đó, tức là không hút. Mà do thấy cái khổ quả khổ như vậy mà tâm cái nguyên nhân của rượu là không bị cái quả khổ của rượu, tâm cái nguyên nhân mà gây ra cái sự nguyên nhân của ma túy thì không bị cái quả khổ của ma túy. Đó là chất nguyên bệnh tư duy của tổ sư, đây là khổ tư thừa. Còn như là thiền đó hả, Như Lai thiền là Như Lai không có thiền gì cả chân. Các người lấy nha, tôi nói Như Lai không có thiền gì hết lắm. Vì cái trí tuệ giác ngộ vô thượng bồ đề của Như Lai đó, Như Lai cần gì mà phải quán chiếu phải nghĩ đợi rằng là do hết ác thiện nó có cái khổ kia. Như Lai biết từ lâu rồi không có đặt cái vấn đề nghĩ đợi. Như Lai đâu có cần gì mà phải nghĩ lại rằng là do uống rượu rồi mới là đốt nhà, rồi mới là đánh vợ, lợi con. Như Lai đâu có thèm là nghĩ lại rằng là cờ bạc là bác mình bệnh. Vì cái trí tuệ giác ngộ của Như Lai là quá biết rồi. Độ đắc môn tu mạc tu thân năng sử danh bằng như là tiền. Tự nhân hướng tự nhân bằng. Bản có nguyên bản hội bản tiền tư đại tử đa nhân. Người ta có thể làm như đây như biết rằng là cái người á mà muốn cho tốt đẹp bây giờ có là cần phải hiểu biết cả tâm trí nghề nên học hỏi. Nhưng mà cờ bạc là đừng đi đầu, đừng có nhớ nhãn tới chỗ cờ bạc, bởi vì là bao nhiêu người ở trong làng thân thân của các anh đó nghèo khổ thân bại danh liệt như cờ bạc. Cho nên sao là cái chỗ cờ bạc là nguy hiểm, là thân bại là danh liệt là tan nhà cửa. Chứ thì là hết trí tuệ của Như Lai. Như Lai biết thì cờ mà tính là khổ quá biết rồi, cờ bạc là mất thành bằng Như Lai quá biết rồi, là hết là uống rượu là sau kia là phá tan nhà cửa Như Lai quá biết rồi. Tà sắc danh thực thì nó là nhân nó có cái tai họa Như Lai quá biết rồi. Nghĩa là Như Lai biết tất cả dạng hết đều đang đi đó đều là ở thành nguyên nhân của tai họa. Cho nên với cái trí tuệ vô thượng bồ đề của Như Lai là Như Lai bình giảng pháp vô thanh như nguyện. Như Lai bình giảng pháp vô thanh như nguyện. Cho nên Như Lai không có mất dính vào trong một cái điều, không dính vào trong tài, trong sắc, trong danh, trong thực, trong thời, trong nhà, tử, sắc, tài, khí. Như Lai không mất dính trong một cái gì hết. Thế thì Như Lai không thiền gì hết, mà Như Lai không hề có một chút vô minh nào tác động đến Như Lai. Vì vậy cho nên các vị hỏi Như Lai thiền là gì, tôi nói Như Lai không có thiền gì hết là gì. Như Lai mình giảng pháp vô minh như nguyện, mà đã không có nguyện thì Như Lai không có làm nên, không có nguyện hết, không có tả pháp những cái gì để mà không ra cái tham lam, cái dục vọng, để rồi không ra cái mình cái giận, cái thôi cái nhớ, cái phải, cái đứng, cái thôi cái kia. Do không có tất cả những cái nguyên nhân đó, cho nên Như Lai được đại bồ đề, nhân đại nhất bàn. Thế thì là Như Lai coi như vĩnh viễn là thiền, không có lúc nào không thiền, mà từ thật không có lúc
Tôi không nghe đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, trong này có một số các vị, các bà, các ông ha. Các vị biết cái thứ cờ bạc là nguy hiểm. Các vị từ nhỏ tới lớn các vị đã biết từ cái thứ đó, chuẩn bị cái đó rồi. Thì bây giờ các vị cần cứ để tâm suy nghĩ rằng cờ bạc là bác thần thần, chúng ta đừng có nhớ những cái phòng cờ bạc. Các vị có nghĩ đó không? Khỏi cần nghĩ. Tự biết nó là chán chưa suy nghĩ từ lâu rồi. Có cái gì biết làm sự cơ nó đúng là tai họa vô cùng khổ sở và thiếu tâm suy nghĩ. Xin làm bạc. Các vị nhất quá rồi. Không hề có một cái mất tâm nào mà đi vào cái đường đó. Thế thì là các vị có khi nào tư duy rằng là mình có đi vào con đường này, đi vào con đường này là nguy hiểm không? Khỏi cần tư duy. Mà các vị đã quá biết. Như Lai cũng vậy. Nghĩa là Như Lai thiền mà người ta không có thiền hết. Vì Như Lai quá biết. Tất cả những cái đam mê tài sắc danh thực thì ở bên cổ đạo này đều là nguyên nhân của cổ đạo. Cho nên Như Lai không hề dính mắc. Vì không hề dính mắc cho nên khỏi cần thiền hết. Mà lúc nào coi như cũng ở trong đại thiền định đó. Đó là chỗ đó nghe đó. Thế thì là bây giờ chúng ta tạm chấm dứt thôi, là đúng giờ rồi chúng ta tạm chấm dứt thôi. Và tôi nhắc lại chúng rằng là giảng kinh gì thì có thể là có những gì đã dễ nghe, có những gì khó nghe. Mà cái dễ và cái khó đó nó tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của những vừa Phật giáo. Vì vậy mà không có gì giống như nào mà nó có yêu cầu là giữa tâm hoặc tâm trạng. Thế thì từ nay về sau, nếu các vị có như là gì, các vị cứ viết câu hỏi để dành đó tới cái duyên của tôi, thì tôi sẽ giải đáp. Tất nhiên là không phải là tôi giải đáp là ai cũng nghe rõ bằng lòng được hết đâu. Nhưng mà tôi xin tình nguyện làm cái việc đó, hy vọng rằng là cởi mở cho các vị, đáp ứng cho các vị từng phần nào đó. Và hành giữa của tôi thì chuyên về đó là câu hỏi thôi. Bây giờ là bạn mình ở đây thì chúng ta niệm Phật để hồi hướng nha. Cứ ngồi tự nhiên nha. Chúng ta